Đây là chợ Tân Định của quận Nhất, đối diện quận 3 đây các bạn, đường Hai Bà Trưng. Chúng ta đang ở đây chỗ Nguyễn Hữu Cầu với lại Hai Bà Trưng đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món xôi 310 chợ Tân Định, mà đã 31 năm rồi tại nơi đây. Ai đã từng ăn xôi ở chợ Tân Định thì đều biết cái quán này ha. Thì chúng ta đang nhìn cận cảnh xôi gà 310 chợ Tân Định mới vừa dọn ra đây, đồ rất là nhiều. Xôi ở đây khác mấy chỗ khác là thường có thêm lòng mè gà và cả trứng non rất là nhiều. Mới đầu giờ chiều thì con gái của cô Hạnh và người nhà mới dọn ra, thì cô tí một xíu nữa mới ra. Gì đây chị? Vị xôi, một hộp xôi thường thường là giá khoảng 20-25 ngàn thôi, nhưng mà tùy theo cái thành phần bạn gọi, nếu đùi là 25 ngàn và đùi trứng non là 35, mà đầy đủ full luôn thì khoảng 45 ngàn, rất là nhiều, sợ ăn không hết. Và đây cũng có dưa chua nữa. Đây đùi gà nè, được chiên sẵn vàng tròn. Đây là trứng cút chiên, chả và cả trứng non nữa. Và cái khay phía dưới là lòng mè gà. Ở đây là gà xé nè. Xôi trứng hả chị? Xôi trứng. Và cái đặc biệt là da gà chiên giòn nè. Và những cái thành phần mà chủ yếu của bún xôi ở Sài Gòn là chả, xá xíu, rút và hành phi, mỡ hành và cả nước chan, dưa chua nè. Hai đùi trứng nha. Một bộ lòng mề gà là bao nhiêu tiền ta? Một bộ lòng không đó là 10 ngàn. 10 ngàn một bộ như thế này nếu mà đi kèm với hộp xôi nha các bạn. Và đặc biệt là da gà chiên giòn nè. Đó, cần cảnh cái tủ. Đây người nhà của quán đang sắp lòng mề gà cho những cái phần nhỉ? Những cái phần riêng cho khách gọi. Cái chua ăn kèm với lại xôi gà đây. Ở đây thực ra là xôi gà nhưng mà ngoài xá xíu ra thì cũng có những cái thành phần như là chả hoặc là trứng non này này nọ, chứ không cần phải là xôi gà đâu, mà xôi gà là chủ đạo đó. Gà 310 Tân Định của cô Hạnh bán là 31 năm, thì nó chỉ là một cái xe đẩy thôi, rất là nhiều đồ gia vị chắc trên cái xe, cái tủ nhôm này có bánh xe. Và đây rất là đông mọi người ghé mua buổi chiều từ 5 giờ chiều cho tới khuya trên con đường Hai Bà Trưng đông đúc này. Đây là trứng non, cái lòng tròn trứng non, lấy đủ cái trứng non đúng không?
Đây cô Hạnh đây, cô Hạnh chủ quán xôi 30 đây. Đây người nhà đang lấy đồ ra để mà tiếp tế cho cái hàng thực phẩm của xôi gà 310 Tân Định đây. Người nhà một cái bì trứng non to thật là to, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ coi thử trong cái thùng này có cái gì nhé. Đó. Sẽ coi thử trong này nó có cái gì đây. Xôi. Xôi được nấu sẵn nè. Ồ. Hèn gì nó nặng. Đây người nhà của cô Hạnh đang múc xôi đây. Múc xôi bỏ lên trên này. Con gái rượu của cô Hạnh sẽ bỏ gia vị. Đây, mới làm vào đông khách quá, mồ hôi lắm tắm trên mặt à. Mồ hôi như tắm rồi. Ở đây rất là đông khách. Đông cái gì đó. Ủa, mẹ em là được bao nhiêu năm rồi? Em mới có khoảng 13 năm nay à. Ngoài mẹ với em ra còn ai nữa? Dạ còn ba với lại em trai của em nữa. Còn ba với lại em trai nữa hả? Dạ. Thì này cũng là bà con với lại nhà của Hạnh. Hay đêm này chiều nào cũng phụ của Hạnh với lại con gái của Hạnh đây. Giờ đang vắng khách này, chúng ta sẽ cùng coi cận cảnh cái xôi của cô Hạnh được nấu bằng cái nếp lựa chọn rất là kỹ nè, nở rất là đều, một cái màu đục đục. Bên cạnh đó sẽ là dưa chua nè, tí xíu và chả được sắc mỏng nè. Cái nước chấm thần thánh của món xôi ở đây ở Sài Gòn đây các bạn, ngon hay dở là chủ yếu là cái món nước chấm này. Mỡ hành nè, đó bên cạnh là rút. Thì nó sẽ đi kèm với lại là hành phi sẵn đó, cái hành phi sẵn để bì, da gà chiên giòn rất là nhiều để sẵn đây. Và trên một tí xíu trên tầng đó là gà thịt xé ra và cả những cái bộ lòng gà được làm chín sẵn, một bộ dài là 10.000. Trên đây là đùi gà và cả thịt gà được chiên sẵn tại nhà vàng giòn. Và bên cạnh là bắt mắt là trứng non và trứng cút chiên cùng xếp lại với lại những miếng chả đó. Bán bà đã 31 năm rồi chợ Tân Định đó, các bạn nhìn thấy xíu xéo xéo bên kia là cái cổng chợ Tân Định ở đấy không, vàng 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 sau cái tủ xôi kìa đó. Và bên này là ngã ba Nguyễn Hữu Cầu Hai Bà Trưng nè. Mình xới như vậy để làm cái gì chị? Dạ cho nó nóng đều và nó tơi cái hoạt xôi đúng không, nó không có bị nhão anh, mà để một cục hoài á. Cái hồi đó là cái lính nó hụt lỗ, cái sau nó sẽ bị nhão. À, như là bây giờ xôi khỏi bị nhão, khỏi bị kín hơi. Ê, nhà mình là ở đâu? Dạ, nhà em ở bên đường Bùi Đình Túy. Bùi Đình Túy, mỗi buổi chiều là ai đẩy qua? Dạ, em để xe ở trong nhà bà nội em, trong thành phố. À. Em chở đồ từ Bùi Đình Túy qua đây, em dọn lên. Rồi, xe để gần đây. Mọi đồ đạc chuẩn bị nấu ở nhà hết, cái qua là vừa ấy lên xe thôi. Bán tới thời điểm bây giờ mà từ khi mà mới đi bán xôi giờ thì được bao nhiêu năm cô Hạnh? Bán hôm nay được 31 năm rồi con. Là mỗi địa điểm này thôi hả cô? Hồi lúc trước thì cô đứng bên 310 nhưng mà cái đang cái cua cái xe cái nó quẹo xuống á, ngay cái đường nó cái gì vướng xe nó về, nó vướng xe lắm. Dạ. Yeah. Lúc đầu thì cô phải đứng bên này. Dạ. Yeah. Chuyển qua bên này cô đứng cho nó ta mua cũng dễ dàng hơn, cao cái đường nó cũng dễ hơn. Bình thường của cô Hạnh là bao nhiêu tiền? Bán 20. 20. Đùi gà là bao nhiêu cô? Đùi gà 25. 25. Ăn qua thêm cái món nào cô có tức là ăn thêm trứng non thì tính thêm 10.000, đùi gà thì thêm 10.000, đồ lòng gà là 10.000, thứ gì chúng vậy các bạn. Muốn ăn giá nào thì cũng có, chủ yếu là thêm cái thực phẩm thôi, nhiều ít thôi. Nhưng mà cái hộp cô đang làm là thập cẩm là 20 nè. Cái nghề xôi là hồi xưa cô học ở đâu hay là ai truyền cho cô Hạnh? Không ai truyền hết, cô tự học. Dạ. Ta bán mình tự về làm. Làm hồi cái đúc kết kinh nghiệm lại đúng không con? Mình ăn vẫn thấy ngon là bằng lòng da hả? Ít xôi, không phải ít xôi. Người phụ múc xôi cho cô, không để sẵn lên quầy. Cô sẽ tự tay nêm nếm cái gia vị theo yêu cầu của khách. Có người thì thích ăn da gà chiên giòn, có người thì thích trứng non, cũng có người là thích đùi gà, mỗi người mỗi sở thích. Cái đồ là đây đông khách lắm, mỗi năm cô Hạnh là bán đông khách đến nỗi mỗi năm mua sắm một căn nhà ở cô Hạnh. Cái đó là sự thật, cô là không có. Chứ ai đồn vậy cô? Cái đồn người ta đồn thôi, chứ còn cái thật cô nói thật, cô không có biết nói láo thì cô
tương rồi là cô không có biết nói láo. Dạ rồi. Coi đó, như là ba mấy năm bữa nay cô cũng vừa tình cô nói tiền cho con tiền. Dạ. Cô mới mua được cái nhà. Mới mua ở đây bao nhiêu tháng con? 2 tháng nay thôi, cô mới dọn vợ 2 tháng nay, tự gì con biết không? Cho nên là đủ quá, cô đi mượn tiền. Cô mua ở đâu ạ? Cô mua ở Bình Thạnh, nhà trong hẻm nhỏ thôi con ơi. Ở đường nào con? Trong Bình Thạnh, bên Bình Thạnh đường Bùi Thị Xí á con. Dạ. Bây giờ con cứ tính đi, cái thời điểm này là em nó đang học rồi thì mình mới mua được. Còn nó còn đi học, con cũng chưa nghĩ là cô mua được đâu con. Dạ. Như là một cái xe đẩy nhỏ thôi như thế này thôi, với lại mấy cái kệ chân đầy đủ nguyên liệu cho một cái món xôi gà cực ngon. Đây là trứng non đây, được chuẩn bị chín sẵn rồi nha. Và người nhà của cô Hạnh đang cho lên quầy vì trứng non nhiều người rất là thích ăn với lại xôi gà. Một ngày cô Hạnh bán rất là nhiều từ 5 giờ chiều. Xôi rất là nhiều, thì xôi ở đây nổi tiếng là thơm ngon và giá cũng rất là phải chăng, rẻ so với lại mức sống của người dân ở đây, 20.000 nhưng mà rất là nhiều xôi và thịt. Ở cô Hạnh đang đứng bán với lại người cháu. Hỏi chị biết, anh chị biết cái quán cô Hạnh là bao lâu rồi ạ? 6 tháng rồi. 6 tháng. 6 tháng rồi. Mình ở xa đây không ạ? Ở dưới chợ Tân Bình. Chú chợ Tân Bình mà đi ngang đây phải mua thôi, gọi điện chú dàn xôi. Thôi chị ăn gì thấy sao ạ? Ngon. Mà giá thì sao? Chờ chọn đùi gà hoặc là những cái gia vị cho mình thích như trứng non, da giòn hoặc là cái tất cả cái những nguyên liệu nó có trên tủ. Thank you.
và đứng rất dễ thương. Nuôi cha mẹ, nuôi chồng, nuôi con khoảng 31 năm rồi, giờ mới mua được nhà tiếp cận hiện sâu ở Bùi Tý. Cô sống rất là tồi, rất là chất phát. Ai mà đi ngang qua đây thì có thể ghé ủng hộ cô ngay chỗ chợ Tân Định đây. Cứ sau 5 giờ chiều là có thể ghé cái chỗ chợ Tân Định nào. Ngay cái quầy xô trên đường nè, là ủng hộ cô anh. Đấy là em ghé đây lần thứ mấy? Em ở nhà xa đây không? Vũng Tàu lên. Em biết đến cô Hạnh qua nguồn nào? Đi ngang qua thấy đông, người ta ghé đông quá là mua. Nhưng em thấy ví dụ như 20.000, 25.000 một hộp xôi to thế này là rẻ hay là mắc? Rồi, rẻ ha. Rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều. Một bạn từ Vũng Tàu lên, thấy đông mà ghé mua. Đó. Xôi gà của cô thì khác á, xôi gà chỗ khác á, ở chỗ nào cô? Món hay gia vị gì không? Hả? Nói chung là cô cũng không có từng đi ăn của người ta nên chị cô không biết. Cô chỉ biết cô làm theo mình rồi, cô không biết người ta có báo theo mình không, hay báo theo người ta không thì cô không biết. Dạ. Nhưng mà cái này là cô theo làm theo ý nguyện của cô bán theo ý mình. Cô món xôi gà của cô thì khách nó thích cái món cái gia vị gì nhất cô? Đây cô thì ta thích cái nước chan, thứ nhất là cái nước chan, thứ hai là chín non và thứ ba là cộng đồng. Gà chiên gòn với lòng thôi. Dạ. Yeah. Lòng mè gà đó. Đây là cái thịt thôi, cắm lòng đây. Mình chuẩn bị nhiều nguyên liệu thì ban ngày thì thường là mấy giờ mình chuẩn bị tới mấy giờ là dọn ra của anh? 5 giờ xa rưỡi là cô chạy rồi, nhà có 2 người phụ nữa con. Dạ. 5 rưỡi sáng là đi chợ hả con? 5 rưỡi sáng cô đi chợ rồi. Món nào? Mình dọn mình nấu tới mấy giờ là xong rồi mà dọn ở đây con? Khoảng chừng 3 giờ mấy mới xong con ơi. Cả ngày chuẩn bị tới 3 giờ chiều mới xong rồi mới dọn ở đây. Dọn luôn rồi, đúng rồi, em mới dọn luôn. Dọn không? Dạ, yeah. Rất là vất vả các bạn. Xôi gà Tân Định của cô Trần Thị Hạnh đây. Có cái số điện thoại của cô nè và con gái của cô nè 0909654258 nè. Và 0122646579. Các bạn có thể đặt xôi gà qua từ sau 5 giờ chiều tới khuya.